Ok, vừa xong nhé. Chưa đâu. Ủa anh làm này. Lấy cả con đấy. Ôi, hết 1/3 góc rồi. Ok thôi. Hết 1/3 góc nhá. Cắt một miếng nữa xong tòng làm 1/3 nữa là vừa đẹp được vòng. Xiết. Đi ứng. Làm miếng nhỏ nữa. Đấy, ba anh em chuẩn bị bắt tôm nhé. Ong này hơi bị cao. Hôm nay phải nhờ bố tòng chèo nhá. Người biết bố tòng. Con mày chèo. Đâu nô điểm nào đấy? Đấy thì mình sẽ chèo để hỗ trợ tụi ong tít trên cây gạo. Cô dùng gậy dài thế? Tối mới hành động chứ hay là bây giờ hành động luôn? Em nghỉ ngơi xong sẽ treo lên cái gạo này để... Hôm nay là mình sẽ đốt, không bắt. Cái tổ này to không nhỉ mày? Tổ này to không bằng tổ của nó mà em chưa nhìn thấy nốt nữa. Phải tầm khoảng độ 50 mét rồi nhỉ. Đó, đi chỉ đỉnh nhau rồi. Mấy anh em là về khoản chèo cây là hơi kém cho nên may quá hôm nay có tòng đi làm về. Làm mẹ ơi. Mà muối hơi nhiều quá, đốt xong mình nó tổng vầy. Nó rùa bị suốt ho chẳng. Hút bì thuốc lào để trước khi trèo lên. Ho rồi vẫn đi cắn thêm cái tàu kiểu. Trời sắp tối rồi. Ok, giờ mình sẽ tiến hành chèo cái tòng chèo kiểu gì. Nghiệp vợ. Không thể đua được. Đâu ơi, đừng chặt nữa. Ô, đừng chặt nữa. Rơi xuống đầu. Thế chưa? Thử tí đã. Một năm 92 92. Sáu ghen, sáu ghen.
Chú ơi, ôm cái củng cái đó. Nó phải ở mét ở xuân gì ấy. Xuân cả. Rất mệt. Nhếp ơi, mà lên được không nhỉ? Nó kẹt mẹ luôn. Từ từ ra em phải trèo qua cái này nữa. Cái tông. Ô, anh phải đưa ra xuống như thế này. Đấy nó vướng cái từ từ đã. Xoay người đã. Đéo rồi đéo. Cũng làm bạn vùng truyền hình này. Nhấc lên, nhấc lên. Đấy, đấy, đúng rồi. Thả thả vào cái khe này. Đấy, đúng rồi. Ô, kéo lên đi. Chắc rồi. Kéo cứ từ từ thôi. Ok rồi, cẩn thận nhé, đừng cho nó rơi nhá. Cái muộn bây đéo ạ. Hả? Mất mẹ muốn rồi. Cái gì đang chỉ ngọn ché rất nguy hiểm. Cẩn thận nhé, không rơi xuống đầu nhá. Anh nhớ luôn có người ở dưới nhá. Ui, đá rục rục rơi rất nhiều nhá. Ui rục ong rơi, mới ong rơi như mưa rơi. Ánh sáng luôn. Hả? Chưa đến đâu. Sau một thời gian chơi rất lâu thì cuối cùng tàu cũng đã mang được một cái tải rồi. Ô, lệnh lệnh sang bên kia rồi. Ôi, xuống nữa đi. Thoải mái đi. Mày phải buộc vào xong khéo mày xuống đến đoạn dưới mày đưa mày đến được, không sợ rơi không tới. Đím đím nhá, đím nhá, đừng 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 thả nữa, đừng thả nữa. Nó trượt thôi. Đím đím. Đấy đấy, thả 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 lại, thả lại, thả lại đi. Đấy được rồi, đây vừa đẹp rồi đấy. Rồi, thả đi, thả đi. Thả đi. Ok. Đây là một cái nửa tảng nhậm ong. Đấy, cứ thả đi. Nhếp ơi, chuẩn bị nhá. Này, được chưa?
Hai năm nay thì mới được trèo một tổ ong mạo hiểm như này. Được chưa? Thả nhá. Kéo dây xuống đi. Đóng dây xuống được chưa? Đi tao xuống trước nhá. Đấy nhá. Nhân vật chính là Võ Tòng Đả mò đã xuống đến gốc. Anh đã chứ hổ, bây giờ anh sợ hổ, anh đi đâu đông. Nó đi nhóm ác chưa? Kê! Chỗ kéo tôi nghe chỗ kề mình tay chỉ lấy bia bảo đang chuẩn bị bảo được có 4 cân thôi không không kề tao chỉ bắn lửa để mà lâu như bắn lửa này để tao bảo in không in à này tao tập anh em cập bến thành công nhé. Hồi xưa đầu mùa này thì ong ăn lá này là nó rất là ấy nhỉ. À nhưng mà tùy. Nhìn kìa. Chỉ xem này nhiều quyết nhỉ. Nhặt mấy cái này vào nhé. Đi đánh cái canh vào đĩa này nhá. Ngày hôm nay sẽ được chiếm nữa món tiết canh ong nhé, tiết canh ong cuối mùa nhé. Quay nó cần một cái bột khen quậy, là bột khen này nó sạch quá nhiều. Đây là ong nhé. Ông dễ làm phổi nhé. Nó ăn cho hơi chưa xong, nhưng chưa xong. Nhưng có mẹ. Đấy, đấy, còn đây là cái ông già nhé. Ông già riêng. Còn một đĩa nữa. Hai đĩa rồi đó, hai đĩa đấy. Thì mình cũng làm món khác. Món xào lá lốt. Còn đây này. Làm cái canh thì đang bổ cho không để mỡ nhé. Nhưng nhớ rằng mình để mỡ nhá. Giờ mình Duy sẽ đạo diễn món tiết canh ong nhá. Cái này mình đã lọc rồi nhá. Giờ mình sẽ múc nước hàm chín nhá. Còn ong là mình vẫn chỉ xào thơm vàng thơm thôi. Thank you.
món cứ canh ong chị ơi. Vâng. Ok rồi, xong nhé. Đây, một nửa nhộng ong rang chín nhé. Hôm nay là ăn rang không chiên như hôm trước nữa, đổi vị. Rang cuốn lá lốt. Còn đây là phần thịt của hai con vịt già thì xé lại xả ớt nhé. Phần tiết của nó là đánh tiết canh ong. Ok, đây một cái rành ong nhá. Đây, chân dung vó tòng đả bò nhá. Đây một tiết ong. Bây giờ nhặt ngàn tức xong. Rồi. Nó cũng biết còn phá. Bôi kia tủ khe. Ai? Đi mai lần gần tối nhá. Có một người đây. Đây ơi, chấp nhận cho chị à? Bài gà đi. Bài gà đi. Bài gà đi. Mẹ mấy là lúc để cuốn cái này chưa? Có chưa? Nhưng mà có chưa đấy? À, có rồi. Chuyển qua cái này. Nào, thấy chưa? Nghiêng hẳn nhá. Rồi, bây giờ mời tất cả anh em nhá. Ăn thì ăn trước chanh. Bóc chanh không đấy? À, chanh. Ồ, chanh đánh kiểu gì mà chả thấy có nước này. Hả? Này. Người đâu, cạnh sật chảo nước này. Tao chà làm cái đi. Rồi, với anh em nhá. Võ Tòng phải ăn to nhá, nói chung là anh em là sau này sẽ gặp Võ Tòng nhiều. Võ Tòng ngày xưa là đã bố bây giờ xuống núi xuống cháy rồi. Tòng bây giờ xuống núi nhá. Hôm nay là nhờ Võ Tòng trèo cái cây hơi cao thì anh em mới có tiết canh này nhá. Thì hôm nay hỗ trợ cũng hơi căng đấy, tưởng à. Hôm nay cũng nhiều, cũng hơi to. Đây các bạn một được ạ. Quay là cái mùi củ ăn rồi. Chưa có quay thì chưa. Ngay ơi, nhìn chảnh dãi kìa. Mình là mình phải chơi những to. Chưa thấy ăn, tuyết anh ăn quá dư. Hôm nay phải ăn thôi. Rồi, như vậy nó miếng rồi. Ngon nhưng mà đi máu, máu cái được rồi, bảo á, sao đâu. Nó ứng rồi em ăn. Dương mà chưa ăn ngon này. Đúng đấy đó. Làm cho to và đến mồm kịp ướt cho nó cái cay tí. Ủa anh làm này. Lấy con đấy. Ôi, hết 1/3 góc rồi, kia thôi. Hết 1/3 góc nhá. Cắt một miếng nữa xong tao làm 1/3 nữa là vừa đẹp được không? Xiên. Đi ứng. Miếng nữa. Rồi, làm miếng nhỏ nữa. Cơm. Thì ăn. Mình cái này là không bị dị ứng với cái gì. Vốn đến tuổi cái mới bị. Ờ, cũng có khả năng thật. Nhưng mà hồi 98 là 90% là gì? 94 mới gọi 94 luôn.
thì môn cũng dính. Là mình to to vào, mạnh dạn vào. Chưa đi. Ừ. Đây là ông tuổi. Ông mẹ khác. Rất là mát này. Chuyển chuyển sang kia. Alo. Kia thôi. Cái đó làm miếng nữa à? Không. Đây, này nó tung lên dễ ứng như vậy rồi. Mà nò. Em ăn hai miếng rồi đồ đồ mẹ nghe. Ngoài này thôi, rộng ăn thì phải nhiều đấy. Quá nhiều ấy, cơ mà tính ra bát thì cơ mà. Ăn thế gặp ông cũng cả một túi. Đấy, vẫn còn ăn ông kiểu không phải gặp nữa. Mình đà, mình đà. Kiếm kia thì hết mỗi cả phía. Không, không hết được. Ừ, mai Lộc ấy. Lộc mới chuyển thì em Lộc nè. Mạnh vào mày lấy vợ. Nhiều vào khỏe. Không, món này là món sở trường ấy, đùa nào. Anh đi ủng hộ bác tiền cho nên chị tìm bác vợ. Ồ, cái này